Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là một cái bộ chế xe ba bánh cho người già có chiều rộng là 65 cm, lắp bánh lên khoảng 75 cm. Bộ này thì sử dụng phanh dầu, bởi vì phanh cơ thì nó rất là khó làm cho nên mình lên cái bộ phanh dầu như này. Thì khi lắp đặt thì cái phần phanh nó sẽ đỡ công đi nhiều. Các bạn chỉ cần dòng cái dây lên tay phanh trái này, sau đó các bạn sử dụng là được. Bộ này thì sử dụng số lùi ốp máy trục cao đăng dành cho các cái dòng máy 110. Ok, đây là hai cái khớp các đăng, còn lắp lên cầu thì đây, khung bắt lên trên này, phanh dầu đây. Trục các đăng này thì về nó sẽ dài hơn so với bình thường. Các bạn chỉ cần cắt ngắn nó đi này, cắt ngắn ở bên này. Và sau đó các bạn hàn với cái khớp trượt ở bên mình sẽ đưa theo. Bộ này thì mình không có đưa lốp vào trong này. Thì cái bộ này nó sử dụng lốp Ablet, lốp cũ của Ablet hoặc là các bạn mua mới. Mình chỉ đưa cái video không lốp này lên. Các bạn về nhà các bạn có thể mua mới lốp bên mình. Hoặc là về tự mua lốp. Giá của cái bộ này bao gồm cả hai cái xăm nữa là 5,5 triệu đấy. Còn các bạn mua lốp thì tùy theo giá trị của cái lốp, lốp rẻ, lốp đắt. Lốp đắt thì cũng có 400.000 một cái, còn lốp rẻ thì có thể chưa đến 400.000, hơn 270 cũng có một cái rồi. Ở đấy là tùy khách hàng. Cái bộ này thì bao gồm cả cái chắn bùn nữa. Hiện tại thì trong cái video này mình cũng không có đưa vào cho nó đây. Khi mua thì sẽ có trang bị thêm so với trong video này là hai cái chắn bùn và hai cái xăm nữa đấy. Còn lại thì rất là phù hợp cho các dòng xe số. Còn xe ga thì bộ này không dùng được. Đây là cái đôi chắn bùn của nó đây. Thì công việc của các bạn về làm còn lại là gắn giảm xóc lên xe máy này và gắn giảm xóc xuống cái cầu này là chưa có điểm gắn giảm xóc này. Thứ hai nữa là hàn phần các đăng này. Thứ ba nữa là làm cái mục và gá cái chắn bùn lên này. Và khi lắp ấy thì cái bô xe máy nó sẽ bị vướng cho nên các bạn phải điều chỉnh lại cái hướng của cái bô này. Đấy, thì việc công việc để làm nên cái xe này thì nó cũng không có nhiều nữa. Tuy nhiên đối với cái người tay nghề cơ khí chưa có thì nó sẽ hơi phức tạp một tí. Nhưng cơ bản là làm lâu thì vẫn sẽ được. Đấy, giá trọn bộ như thế này thêm đôi xăm nữa là 5,5 triệu các bạn nhé. Thì có gì thì các bạn liên hệ trực tiếp với số điện thoại có ghi trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Mọi chi tiết xin liên hệ 0983 818 955. Các bạn khi xem trên cái kênh của mình ấy thì các bạn bấm vào cái tên kênh. Sau đó là bấm vào cái mục danh sách phát ấy. Và sau đó là chọn các cái mục danh sách phát. Ví dụ chọn mục ba bánh thì các bạn tìm các video về xe ba bánh. Chọn mục 4 bánh điện hoặc xăng thì các bạn chọn vào xem cái mục đấy, hoặc là các cái danh sách phát theo tiêu đề ấy, các bạn có thể xem theo danh mục ấy, thì các bạn tìm video nó rất là dễ. Em là Lam ở Thái Bình. Đây, số điện thoại các bạn có thể liên hệ trực tiếp số này. Hàng thì hiện tại vẫn có thể ship theo đường bưu điện bình thường, mặc dù thì cái dịch Covid thì gửi bưu ô tô thì nó hơi khó, chủ yếu là gửi theo đường bưu điện thôi.